Xin chào các bạn, đây là mẹ của Minh An. Hôm nay là ngày nhịn thứ 7, sau 7 ngày thanh lọc cơ thể nhịn ăn. Ê, ngày hôm nay là ngày thứ 7 ha, nhưng mà cực kỳ khỏe luôn. Bây giờ còn đang dãy cỏ, đang dãy cỏ khí thế luôn. Đó, không? Giờ vẫn cười tươi như hoa. Mẹ kể hành trình lại sau 3 lần nhịn đi mẹ. Kể cho người ta biết lần đầu tiên mẹ xuống dưới thành phố mẹ nhịn á. Lần đầu tiên xuống thành phố nhịn đó có 6 ngày à. Mà đợt đó mẹ chị bệnh gì? Bệnh viêm mũi. Viêm mũi. Là như là người chết rồi. Xỉu tới xỉu lui đi lơ lửng đi lửng lơ người nó như lỏng khổng. Rồi chỉ có 6 ngày thôi. 6 ngày xong rồi, 6 ngày về rồi có phải uống thuốc nữa không? Không có uống thuốc, nghỉ luôn. Là 6 ngày về là bỏ thuốc luôn. Rồi xong rồi đợt thứ hai mẹ nhịn là vì lý do gì mà mẹ nhịn tiếp? Không có đợt có quanh á. Rồi nhịn cực đó cũng nhịn có 2 ngày, ngày là, thứ 3. Đó là nhịn ngày... nhịn thanh lọc định kỳ đúng không? Mình nhịn không biết tập khí thì sao, ngày thứ 2, ngày thứ 3 cái nó xỉu, cái ăn. Là lần thứ 3. Lần thứ 3 là tập là cái bú trong đít á. Là bị bú ở hậu môn, bị nguyên một cái cục bú luôn. Cái đầu nhịn ăn 7 ngày cũng khỏe. Sao mà bao lâu thì nó teo hẳn? Nó teo hẳn là cả tháng nó teo hẳn á. Nhưng mà trong những ngày nhịn ăn nó có thấy nó teo không? Teo mà nó teo ít nhưng mà dần nó teo. Nó teo từ từ đúng không? Nó teo từ từ sau một tháng là nó teo mất hết luôn hoàn toàn đúng không? Bây giờ trị đủ thứ hết, trong mình có gì là giải cho ra hết. Rồi đợt này mẹ nhịn tiếp 7 ngày thì cái vấn đề gì nó trổ ra? Về đai. Nói về đai đúng không? Đây. Mà cảm giác sao? Cảm giác trong những ngày nó trổ ra, nó thải độc ra mẹ thấy làm sao? Xem chết, xem không sao. Trổ ra mệt chết luôn chứ sao? Mệt đúng không? Rồi đau ngứa đúng không? Sốt nữa đúng không? Phát sốt đúng không? Lắm. Sốt bắt đầu từ ngày thứ mấy mẹ bắt đầu sốt? Ngày thứ 3, thứ 4 gì đó là nó hết. Nó làm dữ nó đêm hà. Chỉ ngày thứ 3, thứ 4 đúng không? Ngày đêm ban đêm thôi, sáng lại nhẹ nhẹ lại. Phải thay giấm nha. Rồi. Ở đây là mẹ Minh An nói là tha giấm dừa nghe mọi người. Giấm dừa ha, nó là dạng enzyme đó. Đỡ giảm giảm chứ không có tha giấm vô chuyển nổi đâu. Đúng rồi. Trong đêm đó là tha giấm xong khỏe cái ngủ cái sáng thì dần ngày đó cứ. Rồi, đây cho coi chân. Quay cái chân cho coi nhìn nó giống như là những cái vết độc tố nó thải ra giống như là vết ong đốt vậy đó. Xong rồi đó sau đó nhìn nó lành lại nó y như là vết ong đốt luôn. Đó. Nó y như vết ong đốt vậy. Đó, nẫu không tưởng tượng. Đó. Nay là ngày thứ 7. Mẹ định mai nhịn thêm đúng không? Làm được kỳ này làm kỷ lục tối đa xem là bao nhiêu ngày đúng không? 10 ngày đúng không? Ok, rồi để cập nhật tình hình sau. Bye bye mọi người.